Hình Vượng, một cái nguyên bản thành thật bổn phận sinh viên đại học, duy nhất yêu thích chính là thích các loại anime. Khi hắn trên đường trở về trường xảy ra tai nạn xe cộ sau, hắn chiếm được một cái biến thân hệ thống cũng xuyên qua đến một cái thế giới loại địa bên trong xuyên việt đến loại địa trong thế giới biến thành các loại hoạt hình nhân vật. Hình Vượng, là cho thế giới mang đến cơ hội đâu, hay là cho thế giới mang đến tai nạn đâu, hoặc là vẻn vẹn chỉ cho thế giới mang đến một đống khôi hài chuyện xưa đâu. Mạng tiểu thuyết Phi Lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1. Bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Nhức đầu hay đau đầu? Ký ức cuối cùng là khi chiếc xe tải lớn mất kiểm soát lao về phía chiếc taxi mà anh đang ngồi. Trong mơ màng Hình Vượng tự hồ nghe được một cái phi thường đáng yêu thanh âm tại nhẹ nhàng chậm rãi nói cái gì trói định, ký chủ các loại đồ vật, chẳng lẽ chính mình giống thường xem anime tiểu thuyết như vậy thu được hệ thống. Mang theo loại ý nghĩ làm cho mình cũng cảm giác muốn cười này, Hình Vượng trong một lần lâm vào ngủ say. Thân, rời giường kéo. Thái dương công công đều ở trên trời rồi. Thanh âm đáng yêu lại một lần nữa vang lên, đồng thời trên gò má cũng truyền đến xúc cảm mềm mại, dưới song trọng công kích thành công làm cho Hình Vượng mở mắt. Chỉ thấy một cô gái tóc đuôi ngựa đáng yêu dáng dấp vô cùng giống thời kỳ cuồng tam đang ghé vào bên giường, còn vươn một ngón tay trắng nõn chọc hai má mình. Tình huống bất thình lình này khiến Hình Vượng vốn thành thật giật mình một cái liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Tuân theo cái kia Titan hợp kim bình thường cương trực bản tâm, trên dưới đánh giá bên giường vị này ăn mặc gothic loli phục có JCP thiếu nữ nói ra một câu có thể làm cho đông đảo người xuyên Việt lâm vào che mặt nghiêng cực thẳng nam ngôn ngữ. Mẹ kiếp, em gái, em là ai? Phốc. Giống như nhìn không được bình thường, tương tự thời kỳ cùng tam thiếu nữ tự nhiên che kín miệng, nhưng kia em ái tiếng cười vẫn là rõ ràng truyền tới Hình Vượng trong lỗ tai. Ký chủ thân mến, như vậy cũng sẽ không khiến muội tử thích nha. Như vậy trước tự giới thiệu một chút. Ta là hệ thống của ngài, ngài có thể gọi ta là hệ thống cơ. Ở trước trong thế giới, ngài ngồi xe taxi không phải bị xe tải lớn đụng vào sao, sau đó đâu, liền thật giống trong tiểu thuyết đồng dạng, ngài trọng sinh đến nơi này, hoặc là nói xuyên qua đến thế giới này. Hơn nữa còn kèm theo một bộ có thể biến thành ngài trước yêu thích nhất anime nhân vật biến thân hệ thống nha. Ta hiện tại hình tượng chính là dựa theo ngài trước thích nhất anime nhân vật một trong biến hóa a. Thật hay giả a, ta không xe không nhà không tiền, liền một tiêu chuẩn 30 sinh viên đại học, thân thể cũng vẫn không tốt, các thắt lưng cũng bán không được, không có gì để cho ngươi lười nha. Không cần ở trên người ta lãng phí thời gian a. Khác với một số người có năng lực tiếp thu rất mạnh, Hình Vượng tự hồ trước tiên còn chưa tiếp nhận hiện thực xuyên Việt. Ngay cả khẩu vị cuồng tam cũng giống nhau như đúc, hệ thống cơ không thèm để ý nói. Thân ái ký chủ, ta biết ngài khả năng trước tiên khó có thể tiếp nhận, vậy mời chính ngài thử ở trong đầu triệu hoán một chút hệ thống giao diện, tin tưởng ở chính ngài trong đầu thu được năng lực so với ta ở chỗ này nói càng có sức thuyết phục. Như vậy, ta cáo lui trước. Vừa nói xong, hệ thống cơ hướng Hình Vượng thi triển một cái lễ thuật nữ kiểu Tây, sau đó liền theo cả kim quang biến mất. Một màn phản khoa học như thế làm cho tâm tư Hình Vượng dao động một chút, hơn nữa lúc hôn mê nghe được thanh âm. Ông dù sao trong đầu ngẫm lại không có nguy hiểm, cũng sẽ không biến thành thử xem liền qua đời khôi hài tình huống, dựa theo vừa mới hệ thống cơ lời nói, ở trong đầu mặc niệm đến. Hệ thống triệu hoán. Tôn kính ký chủ, hệ thống hướng ngài báo cáo, ngài trước mắt có thể dùng biến thân nhân vật không, có thể dùng phân thân không, có thể dùng rút thưởng 10, có thể dùng hệ thống cơ hình tượng 1. Thời khi cùng tam, có thể dùng truyền thừa không, có thể khống chế tùy tùng không, thế giới tuyến dao động. Không, mặt khác, hệ thống tự mang ký chủ nguyên thể bí ẩn bảo hộ, có thể tắt, hệ thống truyền tống điểm 1, hiện tại gian phòng. Cái này thật đúng là... Không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào, Hình Vượng mạnh mẽ đem lực chú ý của mình tập trung ở mấy từ then chốt mà hệ thống nhắc tới: biến thân, phân thân, rút thưởng, truyền thừa, tùy tùng, dao động tuyến thế giới, bí ẩn bảo vệ. Đồng thời tìm hiểu cặn kẽ tác dụng hiện nay của hệ thống mình trong giới thiệu và giải thích hệ thống. Biến thân chính là biến thân thành các loại nhân vật hoạt hình và đạt được năng lực nhân vật liên quan đến thẻ nhân vật rút được, nhưng ký chủ có thể thông qua hậu kỳ học tập tăng thêm năng lực cho nó, bao gồm để cho nó đạt được năng lực trước đó không thuộc về nhân vật này. Phân thân chính là đạt được một phân thân hoàn toàn nghe lệnh mình, tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối trung thành, có thể tùy thời thu hồi, cũng có thể tùy thời nguyên thể giáng lâm thay thế. Rút thăm trúng thưởng. Có thể rút thăm các loại thẻ nhân vật, thẻ vật phẩm và thẻ năng lực. Thẻ nhân vật chia làm 4 loại: trắng, xanh, tím, vàng. Nhân vật hoạt hình màu trắng phần lớn thuộc loại phim hoạt hình hàng ngày, không có năng lực đặc thù gì. Thẻ nhân vật màu xanh có một số khả năng đặc biệt, có thể là một nhân vật có khả năng kém, nhưng cũng có thể là giai đoạn đầu của một nhân vật chính nhất định. Thẻ nhân vật màu tím đều là một số nhân vật hoạt hình vô cùng mạnh mẽ, hoặc là một bộ phận nhân vật chính trưởng thành đến giữa kỳ. Thẻ nhân vật màu vàng cực kỳ khó có được, đều là các loại nhân vật cường lực có thể đánh nổ tinh cầu trong anime. Còn có một loại đặc thù hệ thống cơ tạp, đơn độc cấp cùng hệ thống cơ, Hình Vượng. Chính là cùng loại dưỡng thành trò chơi dưỡng hệ thống cơ đi, kế thừa. Chính là chỉ định một nhân vật hoạt hình có thể biến thân, để cho phân thân hoặc là tùy tùng có thể biến thân thành nhân vật hoạt hình, hoặc là chỉ đạt được năng lực. Có thể chỉ định chỉ đạt được một phần năng lực, cũng có thể chỉ định có hạn chế thời gian biến thân, đồng thời, truyền thừa có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, một nhân vật hoạt hình chỉ có thể cho một tùy tùng hoặc là phân thân, một lần nữa phân phối biến thân nhân vật hoạt hình cần đem kế thừa trước đó thu hồi. Người theo dõi cũng không có giới hạn, có thể là bất cứ người nào hoặc là sinh vật, thậm chí là cây cối đá cũng có thể. Cần chú ý chính là, phi sinh vật chỉ có thể biến thân thành thụ quái hoặc thạch quái, loại thuộc tính này giống nhau tồn tại. Tùy tùng cũng không nhất định phải biết thuộc chủ tồn tại, nhưng ký chủ có thể tùy thời kiểm tra tình huống tùy tùng, đồng dạng, năng lực biến thân có thể tùy thời thu hồi. Biến động tuyến thế giới chính là độ ảnh hưởng mà một nhân vật hoạt hình mang đến cho thế giới, từ 0 đến 10, tức là độ ảnh hưởng lớn nhất của một nhân vật hoạt hình là 10, độ ảnh hưởng bằng với số lần rút thăm trúng thưởng mới đạt được. Bảo vệ bí mật. Không có tình huống nào của vật chủ có thể được phát hiện và ghi lại, cả về thể chất và ý thức, miễn là nó muốn. Ký chủ hành trình, diện mạo, tiền tài lưu, cho dù là trên mạng xem tình huống đều không thể bị ghi chép cùng đọc, nhưng chỉ giới hạn thuộc chủ nguyên thể, phân thân không có năng lực này. Tuy rằng không phải loại hệ thống long ngạo thiên mạnh đến thái quá, nhưng thích hợp với mình mới là tốt nhất. Đặc biệt là cái này phân thân cùng bí ẩn bảo hộ, ta muốn làm phía sau mạng hay là muốn đi vừa chính diện đều quá tuyệt vời. Đã có hệ thống, ta tuy rằng cũng rất thích trước kia như vậy hòa bình sinh hoạt, nhưng biến thân thành các loại anime nhân vật đương anh hùng hoặc là ác đảng, cái gì ngẫm lại đều quá kích thích. Tóm lại, nếu xuyên qua, trước hết hảo nhìn xuống cái thế giới mới này đi. Chương 2. Thế giới mới. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Một ngày mới bắt đầu từ khi Hình Vượng tỉnh lại trên giường. Tuy rằng đêm qua đã biết hệ thống cùng tình huống hiện tại, nhưng đầu óc vẫn đục để cho mình nhịn không được trước ngã xuống ngủ một giấc. Dù sao hệ thống tự mang bí ẩn bảo hộ tuy rằng không phải vô địch lưu cường lực như vậy, nhưng tránh đi một ít đạo chích vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa tối hôm qua sau khi hiểu rõ tình huống đại khái của hệ thống, Hình Vượng vẫn kiên trì dùng máy tính bên giường tìm hiểu một chút tình huống đại khái của thế giới này mới ngủ được. Mặc dù là nhanh chóng bổ sung, nhưng cũng cơ bản biết thế giới này cùng chính mình xuyên qua trước thế giới tại khoa học kỹ thuật trên đại khái giống nhau. Sự khác biệt về văn hóa ở một số khu vực cũng không lớn, nhưng về mặt địa lý thì chênh lệch vô cùng lớn, dùng lời của Hình Vượng mà nói chính là toàn bộ châu Á và châu Đại Dương đều không thấy. Một đại dương lớn gấp 3 lần Thái Bình Dương được gọi là đại dương thế giới, chia đất liền trên hành tinh này thành 4 lục địa và một số đảo rải rác, 2 cực đến một lục địa. Nơi mình đang ở hiện tại chính là một đảo quốc quân chủ lập hiến do 7 hòn đảo tên là Anh Hoa Quốc tạo thành ở giữa đại dương. Bất quá trong đó có một cái đảo bị Đông Bắc Đại Lục Hải Đăng Quốc cưỡng ép muốn đi đóng quân, lý do là bảo vệ thế giới dương tuyến đường bay, kỳ thật người sáng suốt đều biết chuyện gì xảy ra. Có thể là lục địa thế giới này thiếu quá nhiều, cho nên tài nguyên tương đối thiếu thốn, xung đột nhiệt chiến tương đối ít, phần lớn thời gian trong lịch sử cận đại là các quốc gia hợp tác cùng nhau khai thác hải dương. Đây cũng là một cái khoa học thế giới, mặc dù có tôn giáo, nhưng cũng không có cái gì ma pháp siêu năng quỷ dị các loại đồ vật. Thân phận Hình Vượng cũng thay đổi, từ sinh viên đại học ban đầu biến thành một học sinh trung học. Anh Hoa Quốc mới vào trung học phổ thông không lâu, cái đầu cũng từ một M8 đại học biến thành một M75, về tới bộ dáng thanh xuân đẹp trai thời trung học phổ thông, tuy rằng bản thân tỏ vẻ lúc đại học cũng rất đẹp trai. Hiện tại là một người ở trong đình viện kiểu Nhật mà cha mẹ để lại khi còn sống, tình huống thân thích không rõ. Khi Hình Vượng từ trên giấy chứng nhận học sinh cùng nhật ký trong phòng biết được thân phận hiện tại, hắn còn vẻ mặt mơ hồ tỏ vẻ, không hổ là xuyên Việt mang hệ thống, ít nhất tránh được cảnh tượng siêu cấp xấu hổ chạy đến thế giới mới muốn nhận cha mẹ mới. Chỗ ở tuy rằng không phải hào môn đại viện gì, nhưng ít ra nên có vẫn có, hơn nữa một mình ở tiểu viện độc môn cũng tận lực cam đoan tình huống riêng tư của mình. Ở trong sân dạo qua vài vòng quen thuộc hạ hoàn cảnh sau, Hình Vượng trước tiên đi toilet nghiêm túc rửa mặt, sau đó mới về tới lầu 2 trong phòng của mình, đồng thời gọi ra hệ thống cơ cũng điều ra hệ thống rút thăm trúng thưởng bản điều khiển. Ngày hôm qua đầu óc lưu manh còn không có biết rõ tình huống, như vậy hiện tại trước rút thưởng đi, nhìn xem có thể rút được vật gì đâu, thoát phi nhập Âu ngay tại sáng nay, vừa phát nhập hồn quỳ cầu phù hộ. Mang theo nhiệt tình của Trung Nhị khi xem anime, giao diện rút thưởng của hệ thống điên cuồng xoay tròn. Chưa đầy 2 giây, luồng ánh sáng trắng đầu tiên từ trong đĩa quay bay ra, cũng vây quanh bên người mình. Đệt, cái thứ nhất là màu trắng, đen rồi. Mặc dù đối với vận khí của mình sớm có chuẩn bị, nhưng cái thứ nhất ra trắng vẫn là nhịn không được phun tào, đồng thời nhịn không được nhìn một chút bên cạnh mặt màu đen Gothi Loli trang hệ thống cơ. Thân ái ký chủ, cái này cùng hệ thống cơ mặc màu gì quần áo nhưng là hoàn toàn không có quan hệ nha. Hơn nữa ngài thích nhất không phải là thời khi cùng tam bộ này màu đen thần uy linh trang sao? Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, hệ thống cơ công khóe miệng vẫn là bại lộ nàng tiểu ác ma tính cách. Liền tính cách đều cùng tam nhất mô giống nhau à, đúng rồi, hệ thống cơ, ta về sau biến thân sẽ không bị nhân vật nguyên bản tính cách ảnh hưởng à? Hoàn toàn không, ký chủ thân mến, ngài biến thân nguyên thể chỉ là bề ngoài và năng lực, đối với tâm trí, tinh thần của ngài không có bất cứ ảnh hưởng gì. Phân thân nha, ngài có thể lựa chọn có hay không bắt chước biến thân nhân vật tính cách, về phần tùy tùng, đề nghị chính ngài nghiên cứu, như vậy không phải mới thú vị sao? Quả nhiên, giống như muốn ác tác kịch bình thường, ngoại trừ ký chủ bên ngoài đều có chứa ác ý, không hổ là thời khi cuồng tam, ác nhất tinh linh. Đem lực chú ý trở lại bên người màu trắng quan cầu thượng, một trương góc màu tạp bắt đầu hiện lên ở giữa không trung, đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện ở trong đầu chúc mừng ký chủ đạt được màu trắng nhân vật thẻ. Hoa hữu kinh nữ bộc đội Mary Ayer, một thiếu nữ tóc xanh mặc trang phục hầu gái màu trắng xuất hiện trên tấm thiệp, ánh mắt màu lam nhạt ôn nhu nhìn chăm chú phía trước. 2001 năm hoạt hình A, lúc ấy Kata đều còn đang học tiểu học, nếu không là có một đoạn thời gian đối với nữ bộc đề tài cảm thấy hứng thú, khả năng cũng sẽ không biết này bộ già như vậy hoạt hình. Nhìn thẻ nhân vật rút được, Hình Vượng lập tức nhận ra. Mary Ayer không phải bên trong nữ bộc trưởng sao? Như thế nào rút được cái mùi tử? Chẳng lẽ cái này muốn ta biến thân? Không muốn, kiên quyết không muốn, đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, nhị đệ tuyệt đối không thể ném. Biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng kiên định. Ký chủ nghĩ đến đi đâu, không nói để ngài nguyên thể biến A, có thể để cho phân thân đi biến hoặc là để sau này tùy tùng biến A. Lời nói của hệ thống cơ nhắc nhở Hình Vượng. Hơn nữa Mary Ayer là một nữ bộc có năng lực làm việc nhà rất mạnh, đối với người sống một mình mà nói, tính thực dụng tương đối cao. Xem nhẹ mấy từ cuối cùng của hệ thống cơ, quả thật, một nữ bộc thực tế mà lại tin tưởng quả thật phi thường thích hợp với tình huống trước mắt của mình. Tuy rằng việc nhà cái gì mình sẽ, nhưng có chuyên nghiệp người hầu gái khẳng định so với chính mình động thủ tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa Mary Ayer nhan sắc cũng tương đối cao. Đặt ở kia nhìn cũng cảnh đẹp ý vui nha. Bất quá phải rút được phân thân mới được. Lắc đầu, đem suy nghĩ lần nữa tập trung vào thẻ rút thăm. Liên tưởng đến lần đầu tiên liền màu trắng, cho nên Hình Vượng lần này một hơi rút 8 cái, rút được 6 cái màu trắng cùng 2 cái màu lam. Lần này mặc dù có 2 cái màu lam, nhưng chỉ ra một cái thẻ nhân vật. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được thân thể cường tráng, màu trắng, tinh thông các ngôn ngữ của đại dương tinh, màu trắng. Kiểu mới nhất người dùng máy tính, màu trắng, kiểu mới nhất nguyên bộ linh kiện máy tính trò chơi, màu trắng, nền tảng trò chơi của đại dương tinh XT nguyên bộ trò chơi, màu trắng, tinh thông quyền Anh, màu trắng, phân thân 2, màu lam, ngư nhân A Long, màu lam. Máy tính cùng trò chơi coi như xong, coi như mình yêu thích tốt, người cá A Long cái quỷ gì à? Đối mặt với kết quả rút ra, Hình Vượng bắt đầu lảm nhảm. Mặc dù là có thể chuẩn bị chút côn đồ rồi, nhưng là cái kia là người cá A, biến cái kia không phải phá hư ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cái này tập trí tuệ cùng mỹ mạo với một thân quan huy hình tượng sao? Nhìn Hình Vượng ở trên tháp gạo hiện lên hình dạng OTL, bắt chước thời khi cùng tam hệ thống cơ không khỏi lại lộ ra nụ cười của tiểu ác ma. Thân ái ký chủ, ngài có phải hay không đã quên hai kiện rất trọng yếu sự tình rồi, ngài không phải rút được phân thân hai sao? Đúng vậy, thế giới tuyến ảnh hưởng càng lớn, rút thưởng số lần tự thu được càng nhiều. Ách, hệ thống cơ, ngươi xác định không phải đang giật dây ta đi gây sự, cái này không tốt lắm đi. Ngài đều xuyên Việt, cái nào xuyên Việt giả không phải chủ động hoặc là bị động gây sự sao? Hơn nữa ngài còn có thể đi chính mình biểu diễn chính diện anh hùng A, cái gọi là phá hư cùng gây sự đều tại ngài trong khống chế, chính diện anh hùng cùng mặt trái bốt đều là ngài A. Dùng nhân vật anime ngài thích nhất, lấy ngôi sao đại dương này long trọng như thế sân khấu đến trình diễn ra chính ngài chân chính yêu thích anime cố sự, không phải là một sự kiện phi thường tuyệt vời sao? Chương 3. Điểm khởi đầu. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Thành phố của Hình Vượng chính là thành phố cảng lớn nhất nước Anh Hoa, Yokohama. Khi màn đêm buông xuống, cảng biển tháng 8 gió biển thổi qua cũng trở nên âm u và lạnh lẽo ngay cả trong những ngày hè nắng chói chang. Mà ở bên cạnh bến cảng khổng lồ, một đám người đang từ góc tường chỗ ẩn môn tiến vào dở hàng khu. Đầu lĩnh, hàng của liên minh lần này hình như không tệ đâu. Mấy tên côn đồ tóc vàng đi theo lão đại hói đầu cơ bắp trắng chắc đang mở một cái container trong góc. Khu vực màu xám cực kỳ phổ biến trên đảo quốc đầu mối giao thông đại dương này, cho dù là ở cảng biển quốc tế nghiêm mật nhất, nơi dày đặc cũng chặn tầm mắt của camera cùng nhân viên tuần tra. Bang phái của lão đại hói đầu tuy rằng không thể giống như các đại bang phái khác đi tuyến đường cao tầng, nhưng cũng thông qua mấy thủ vệ lấy được tuyến đường cửa ngầm như vậy. Mấu chốt là cửa ngầm bên này tất cả đều là thực phẩm nhập khẩu, loại này đại lượng thương phẩm địa phương, là kiếm hay lỗ hoàn toàn dựa vào vận khí. Chỗ tốt là hàng hóa lớn bên này chỉ cần ném ít, hoàn toàn có thể tính vào trong hư hao vận chuyển bình thường, cho nên mấy thủ vệ mới có thể bị mua chuộc. Vận khí tốt, lần này bên này rương bên trong vừa vặn là cao cấp rượu Tây, lần trước một đống gạo tức chết, liền mua chuộc thủ vệ tiền đều thiếu chút nữa không đủ. Mà đang lúc những tên côn đồ này chuẩn bị động thủ, một tiếng bước chân phi thường đột ngột đang từ xa đến gần vang lên. Chờ một chút, đêm nay thủ vệ xung quanh đều mua chuộc, trước tiên đưa lộ tuyến tuần tra cho chúng ta, lúc này hẳn là không có ai tới a, các tiểu nhân thông minh một chút. Hạ giọng, lão đại hói đầu nhắc nhở mấy tên côn đồ một câu, mấy người nhanh chóng trốn vào trong bóng tối của container. Theo tiếng bước chân tiếp cận, thân hình người tới cũng hiện ra. Một tiếng trang phục bãi biển của quần đảo Nam Dương, màu xanh da trời không giống da người, mũi và miệng sắc nhọn như răng cưa, còn có hình xăm hình mặt trời trên người, mang theo một con dao phay hình răng cưa thật lớn. Thay vì nói là diễn viên điện ảnh và truyền hình cuồng nhiệt nào đó còn không bằng nói càng giống một kẻ cuồng sát, tuy rằng nhìn qua diện mạo hung hãn, nhưng ngoại hình nhân loại trên đại thể lại làm cho lão đại hói đầu bớt đi vài phần kiên kỵ. Nhìn xuống chính mình bên này có vài người, hơn nữa chính mình xuất phát từ bảo hiểm ý nghĩ còn mang theo một thanh lắp ống giảm thanh súng lục, vì vậy hắn vụng trộm cho các tiểu đệ đánh một cái ám chỉ. Ra mặt. Thời gian nhạy cảm này, địa điểm nhạy cảm như vậy, hơn nữa mặc kệ có phải thật hay không, khảm đao kia quả thật dọa người, cho dù vạn nhất đối diện chỉ là nửa đêm không có việc gì chạy tới dọa người, vậy cũng trách hắn không tìm được chỗ tốt. Theo ám chỉ của lão đại hói đầu, mấy tiểu đệ đều len lén lấy dao trong ngực ra. Đây chính là một người cá A Long phân thân của Hình Vượng, lúc ấy hệ thống cơ tuy rằng khuyên nhủ Hình Vượng chủ động gây sự, nhưng là người mới vừa xuyên qua, hắn tự mang lương tâm cùng ý nghĩ cẩn thận vẫn là biểu thị nhìn trước một chút. Cuối cùng Hình Vượng cũng chỉ bảo A Long len lén đến một số nơi đưa tin về tội phạm hung hăng ngang ngược hỗn loạn trên mạng xem thử, ít nhất tình báo tuyệt đối không thể thiếu. Mà trạm thứ nhất, liền vừa vặn đụng phải đám người trộm đồ ở bến cảng này. Có thể là Hình Vượng đã quên nhắc nhở quan hệ, hoặc là A Long trong xương tự mang ngạo khí ngư nhân tộc, cái gọi là lén lút tìm hiểu biến thành như bây giờ trực tiếp xách đao lên đường. Cũng nhờ phúc của đám trộm này, ít nhất từ trong nước đi ra đến trước mặt đám trộm, A Long cũng không bị thủ vệ và camera nhìn thấy. Với tư cách là hải tặc treo giải thưởng 3 triệu Bailey trong Vua Hàng Hải, A Long thoải mái liền phát hiện mấy tên côn đồ trốn trong bóng tối cùng lão đại của bọn họ, cũng thấy được container mở ra cùng mấy thùng rượu vang đỏ đặt trên mặt đất. Nhưng cũng bởi vì đã quen nhìn đao kiếm cùng hỏa thương duyên cớ, đối với những này bác đao chuẩn bị đánh lén đám người, hắn cũng không có biểu thị gì. Hơn nữa cân nhắc đến nguyên nhân chủ yếu là tìm hiểu và đối phương mặc dù có vũ khí nhưng hành vi chỉ có thể tính là trộm cắp, cho nên A Long vốn muốn thả đối phương một mạng. Hình Vượng lúc này đang ở nhà tiếp nhận phục vụ ấn vai của Mary, không chú ý A Long, nhưng đối phương tự hồ cũng không cảm kích. Chiến đấu không có bất kỳ hồi hộp, đao răng cưa sắc bén thoải mái xé rách thân thể người, mấy tên côn đồ mới từ trong bóng tối lao ra đã bị một đao miểu sát. Lão đại bị chiến lực cường hãn của A Long làm cho kinh sợ, cuống quýt lấy súng ra chưa nhắm đã bị bóp nát xương tay, hắn bị đau chưa kịp kêu to, dao răng cưa đã đập vào đầu hắn. Chưa đầy 10 giây, lão đại hói đầu và đám đàn em của hắn đều trở thành rác rưởi cỡ lớn vỡ nát trên mặt đất, mà A Long chỉ tiện tay vung khô máu trên đao rồi trốn vào bóng tối đi tới nơi cần trinh sát tiếp theo. Có thể là ở A Long tự mang khí tràn kinh hách dưới, cũng có thể là nơi này côn đồ phần lớn không biết đêm nay chính mình rót mấy cân canh vàng, đêm nay trinh sát biến thành một hồi chân chính cuồng dã săn bắn giống như Lữ Trình. Dù sao A Long của hải tặc cũng không có thói quen hạ thủ lưu tình gì. 10 ngõ nhỏ tiểu hắc, 4 ngõ nhỏ đều để lại dấu vết dao răng cưa, cộng thêm bến cảng, ít nhất 20 tên côn đồ đi địa phủ đưa tin. Chờ Hình Vượng nhớ tới sau đó thông qua hệ thống quan sát A Long mới phát hiện chuyện lớn, vì thế lúc này mới khẩn cấp tiến hành thu hồi phân thân. Hành động lần này tuy rằng làm lớn, nhưng nơi xảy ra sự việc đều là ngõ nhỏ bí mật, hơn nữa A Long xuống tay cực nhanh, tên côn đồ bị giết ngay cả cơ hội kêu to cũng không bị xử lý, cho nên thẳng đến khi Hình Vượng thu hồi cũng không bị người ngoài phát hiện. Mà sau khi Hình Vượng thu hồi điểm, âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu. Chúc mừng ký chủ một cái nhân vật đạt thành đô thị truyền thuyết cấp, đạt được thế giới tuyến dao động 2 điểm, đạt được trút thưởng số lần 2 lần. Truyền thuyết đô thị là chỉ hành động tối nay của A Long sao? Quả thật, cả đêm dùng một thanh vũ khí lạnh chém hơn 20 tên côn đồ, vẫn là ở vài địa điểm khác nhau, phỏng chừng ngày mai sẽ lên đầu báo. Cho dù phía chính phủ cân nhắc ảnh hưởng đem đè xuống, như vậy ở trong xã hội đen chuyện này cũng vẫn như cũ sẽ bị các loại truyền bá. Hơn nữa người chết đều là bọn côn đồ xã hội đen, mỗi người công kích A Long không phải mang đao thì cũng là mang súng, ai biết bọn họ ở địa phương khác làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý đây. Nơi này là Đại Dương Tinh, là một thế giới khác, là một cái gọi Anh Hoa Quốc xa lạ nơi, không phải địa cầu, không phải hắn nguyên bản thế giới, cũng không phải hắn đã từng quen thuộc địa phương. Cho nên Hình Vượng suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Bất quá lần đầu tiên đối mặt với mặt tối của xã hội như vậy, Hình Vượng ít nhiều vẫn có một chút không thích ứng. Ôn nhu Mary cho hắn đưa lên một ly sữa nóng, cũng cùng hệ thống cơ cùng một chỗ bồi hắn tại mới trên máy tính chơi hội Đại Dương Tinh trò chơi để cho hắn phân tán một chút lực chú ý, mới để cho hắn bình yên ngủ. Tuy rằng Hình Vượng đã ngủ, nhưng sự kiện vẫn chưa kết thúc, khi điện thoại báo cảnh sát đầu tiên vang lên ở đồn công an khu đông Yokohama ở Yokohama, biểu thị bên kia bận rộn sắp bắt đầu. Chương 4. Tư tưởng chuyển biến. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu sáng trở lại trên mặt đất, bến tàu ở quận Higashi, Yokohama đã đầy cảnh sát Sakuraku và cảnh sát đã được kéo lên gần container nơi vụ việc xảy ra. Mà bên ngoài khu cảng, các phóng viên giống như ngửi thấy mùi máu tanh của cá mập, giơ cao các loại trường thương đoản pháo, chờ mong mình có thể lấy được tư liệu tin tức mới nhất. Nước Anh Hoa ở bên ngoài trị an vẫn là phi thường không tồi, cho dù quốc gia này có hợp pháp Yakuza loại này quỷ dị chế độ, nhưng phần lớn dưới tình huống hắc đạo đều vẫn là tương đối khiêm tốn. Cảnh sát đối với những thứ này giao đủ bảo hộ phí đám người cũng phần lớn mắt nhắm mắt mở, nhưng sự kiện lần này tử thương thật sự trọng đại, ngay cả hắc đạo nội bộ sống mái với nhau đều cực ít xuất hiện loại này tử thương tình huống. Mà mấy cái bị tại chỗ dọa ngất người sống sót bây giờ đều còn ở trong bệnh viện kinh hồn chưa định, duy nhất có thể tương đối bình thường tự thuật tình huống chính là một cái tại quán bar uống rượu gia hỏa. Hắn lúc ấy cũng bị dọa đến giật mình ngã vào trong thùng rác đầu hẻm, đại khái bởi vậy mà không bị công kích. Bất quá lời khai của tên kia cao hơn 2 mét cùng với mặt nạ màu lam giống như thiên cẩu, làm cho cảnh sát như mò kim đáy bể giãy dụa trong các loại hình ảnh mặt nạ. Cuối cùng cảnh sát chân chính đạt được nhất trực tiếp hữu dụng manh mối chính là đối phương chỉ có một người, về phần chiều cao những thứ này, nhìn đám kia bị dọa vỡ mật gia hỏa, bọn họ thật sự có thấy rõ ràng đối diện chiều cao cùng tướng mạo sao? Bất quá thật sự là cái khủng bố gia hỏa đâu rồi, vài người đều là nhất đao lưỡng đoạn, hơn nữa vết thương này không giống như là kiếm đạo loại kia kỹ xảo, càng giống là mang lực chém ra đồng dạng, cái này lớn bao nhiêu khí lực, một cảnh sát đang khám nghiệm tử thi cảm thán với thi thể. Hơn nữa có vài chỗ đâu, các nơi suy đoán thời gian tử vong chênh lệch cũng không phải rất lớn, nếu thật sự là cùng một người gây án, nói rõ hung thủ giết người cùng tốc độ di chuyển đều phi thường nhanh. Cho nên bây giờ anh vẫn không tin hung thủ chỉ có một người. Mặc kệ cậu tin hay không, tóm lại chúng ta đem báo cáo khám nghiệm tử thi giao lên là được rồi, phá án như thế nào là chuyện của khóa điều tra. Có một vụ án xảy ra ở phía sau một tòa soạn nhỏ, với tốc độ của đám phóng viên kia, hiện tại sợ rằng chuyện này đã lên tin tức của các quốc gia đối diện. Dù sao đau đầu chính là người phía trên, chúng ta đem hiện trường chuẩn bị tốt là được. Đồng cảm. Tương đối sức đầu mẹ trán của cảnh sát, phóng viên tranh nhau chen lấn, một bộ phận dân chúng phụ cận thấp thỏm lo âu. Hình Vượng vừa mới rời giường, lúc này đang ăn sáng dưới sự hầu hạ của Mary. Xuyên qua tới thời gian điểm là thứ bảy, hôm nay là chủ nhật, cũng không cần đi trường học, vừa vặn cũng làm cho mình lại hảo hảo quen thuộc hạ thân phận học sinh trung học của mình. Các trường trung học ở Sakuraku rất giống với các trường trung học ở Nhật Bản trước đây. Bất quá bởi vì Hình Vượng là chuyển trường sinh nguyên nhân, cũng không có gia nhập bất luận cái gì xã đoàn, ở trong lớp cũng chỉ học ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Nơi này Hình Vượng không khỏi lại một lần nữa cảm tạ hệ thống cho thân phận, không cần đi cố ý ngụy trang phòng ngừa bị lộ, cũng không cần đi đốt não giữ gìn quan hệ. Một xã giao trống rỗng thích hợp nhất với bản thân hiện tại chính là cách suy nghĩ của mình. Nghĩ vậy, Hình Vượng lại một lần nữa mở ra chức năng rút thưởng của hệ thống, 10 lần rút thưởng trước đó, cố ý để lại một cơ hội rút thưởng để phòng ngừa bất cứ tình huống nào sau đó. Mà tối hôm qua mới có được 2 lần cơ hội làm cho Hình Vượng chuẩn bị hiện tại liền một lần nữa thử vận may của mình. Trước rửa mặt rửa tay, sau đó lại ở một loạt nghi thức trường ra, huyền học, cùng với nghi thức cổ quái làm cho người ta xấu hổ đến mức có thể móc ra 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Cũng cố ý để cho hệ thống cơ cũng thay đổi một thân màu trắng hầu gái trang về sau, Hình Vượng vô cùng thành kính chuyển động rút thưởng quay bàn. Kim. 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 Mẹ kiếp, sòng làm không thua thiệt. Giống như lúc rút thẻ thất bại, lời nói cam chịu của chó khiến hệ thống cơ nhìn bên cạnh lại một lần nữa bắt đầu nhìn cười, Hình Vượng không chút do dự xử phạt nhéo mặt, sau đó mở ra 2 quả cầu ánh sáng màu lam kia. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được thẻ nhân vật, ninja hỏa ảnh, vũ trí 3 tá trợ, thời kỳ thi trung nhẫn, cháu trai quỷ hoạt đầu, và xuyên băng lệ. Tuy rằng đều là thẻ màu lam, nhưng liên tục xuất hiện 2 nhân vật vẫn làm cho Hình Vượng cao hứng một chút. 2 cái này đặt ở các loại cường giả như mây trong tống mạng mặc dù không phải rất mạnh. Nhưng đối với tình huống hiện tại mà nói, cả 2 đều là nhân vật có tính ứng dụng rất tốt. Tá trợ là một trong những nhân vật chính của hỏa ảnh ninja, viết luân nhãn, thiên điểu cùng phượng tiên hỏa thuật đều là nhẫn thuật tương đối thực dụng, chớ nói chi là thuật thế thân bảo mệnh. Mà băng lệ làm tuyết nữ, Hình Vượng tuy rằng sẽ không dùng nó tiến hành biến thân nguyên thể, nhưng phi thường thích hợp đem nó giao cho phân thân hoặc là truyền thừa ra ngoài làm một truyền thuyết đô thị tuyết nữ kiếm lấy điểm sống thế giới, bất quá muốn tìm một cơ hội tốt hơn. Hệ thống phán định A Long làm ra mang theo thiên cẩu mặt nạ giết người quỷ đô thị truyền thuyết mặc dù là đánh bậy đánh bạ, nhưng cũng thành công đạt được 2 điểm thế giới tuyến dao động làm cho Hình Vượng nếm được điểm rút thưởng ngon ngọt. Buông xuống khúc mắc giết người sau lại càng khẩn cấp muốn lấy được càng nhiều cơ hội rút thưởng. Nhất là nghĩ đến sau này còn có thể rút thăm được Đông Phương, FAE, ước chiến chờ nhân vật mình đặc biệt thích mà lại cường lực, khiến cho hắn có một loại xúc động không ngừng. Ký chủ, dục tốc tắc bất đạt nha. Giống như nhìn thấu tâm tình Hình Vượng, hệ thống cơ lên tiếng nhắc nhở. Cùng thế hệ trước xuyên Việt giả bất đồng, xuyên qua trước không rành thế sự thành thật sinh viên đại học hiển nhiên tại tâm tình cùng lịch duyệt thượng còn cần tăng cường, xuyên qua sau tạm thời tương đối an toàn hoàn cảnh cũng không có trước tiên cho hắn quá nhiều áp lực. Bất quá Hình Vượng vẫn đáp lại lời nhắc nhở của hệ thống cơ. Ta biết, cho nên ta vẫn bảo lưu một cái rút thưởng điểm, hơn nữa cái này nếu là phải dựa vào thế giới tuyến dao động mới có thể đạt được, ta tin tưởng sau đó khả năng không riêng gì chỉ dùng cho rút thưởng thượng. Không nghĩ tới ký chủ còn có thận trọng một mặt đâu, hô hô. Hệ thống cơ hẳn là ca ngợi một chút cũng cao hứng cấp thân ái ký chủ đưa lên cái gì ban thưởng sao. Luôn cảm thấy trong lời nói của anh có ý gì đó, tuy rằng lúc trước tôi quả thật không hiểu rõ lắm mặt tối của xã hội, nhưng dù sao tôi cũng có tự biết tự hiểu. Yên tâm đi, thân ái ký chủ, ta tin tưởng ngài rất nhanh sẽ thích ứng, hệ thống cơ ta cũng phi thường hy vọng ký chủ cuộc sống mới có thể càng thêm thú vị a. Cho nên rốt cuộc là tôi cảm thấy thú vị hay là anh cảm thấy thú vị? Hệ thống cơ cùng ký chủ thế nhưng là một tâm đồng thể tồn tại đâu, mặc dù ký chủ mục tiêu là chỉ muốn làm một cái nằm thẳng dưỡng lão phế nhân, hệ thống cơ cũng sẽ hoàn toàn dựa theo ký chủ ngài mục đích đi làm nha. Nằm thẳng dưỡng lão sao? Sợ là sẽ bị đồng nghiệp xuyên không trong tiểu thuyết khác cười chết đi được. Hình Vượng tự giễu một câu, tiện tay mở trang tin tức trên máy tính ra. Trong hình ảnh trực tiếp của tin tức, nữ phóng viên xinh đẹp mặc trang phục chuyên nghiệp đang cầm microphone đứng trước một ngõ nhỏ bị dây cảnh giới phong tỏa, đang nghiêm túc đưa tin. Chương 5. Chuẩn bị. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đúng như lời nhân viên giám định của đồn công an quận Đông Yokohama nói, vụ án mạng ở quận Đông Yokohama đã được trình diện tầng tầng lớp lớp tại sở cảnh sát trưởng thành phố Yokohama. Là một đảo quốc lấy đầu mối thương mại làm chủ thể kinh tế, lòng tin của tư bản vượt xa tính mạng của mấy tên côn đồ thấp kém. Bởi vậy, tầng trên sở cảnh sát đầu tiên phải trấn an thương nhân nước ngoài bị dọa bởi vụ án giết người ở cảng. Sở Ngoại giao cũng nhanh chóng công bố báo cáo trị an trong nước gần đây. Có thể nói từ mọi phương diện đều biểu thị sự kiện tối hôm qua chỉ là một trường hợp đặc biệt, trị an Yokohama rất tốt. Đương nhiên, đối ngoại lý do thoái thác đều là như vậy một chuyện, lần này giết người quỷ công kích đối tượng mặc dù vẫn chỉ là một đám côn đồ, nhưng ai cũng không cách nào cam đoan lần sau có thể hay không ngay tại cái nào ngoại thương hoặc là quan lớn phụ cận xuất hiện. Về phần hung án phụ cận cư dân, tại sợ hãi không đến một buổi sáng lại nên làm gì. Là một trong những khu vực hỗn loạn nhất ở quận Higashi, Yokohama, gần bến tàu quốc tế Higashi, Minato là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi tất cả các loại buôn lậu, trộm cắp và buôn lậu trái phép. Mà sau khi biết được sự kiện giết người quỷ lần này chết đều là một ít côn đồ tác oai tác phúc bình thường, một bộ phận cư dân còn đang âm thầm trầm trồ khen ngợi. Xuất phát từ đủ loại trên. Lớp khám xét đã được ra lệnh nghiêm ngặt, yêu cầu phá án càng sớm càng tốt. Mà mấy bang phái đã chết tiểu đệ nhà mình cũng lén tỏ vẻ nguyện ý xuất lực, quán triệt cái gọi là hắc đạo nhằm hiệp. Nhưng trên thực tế, vốn nên cực kỳ bận rộn điều tra khóa học, hiện tại một đống đội viên nhưng tất cả đều chỉ là đang chờ đợi vừa khai xong hội nghị trở lại văn phòng trưởng khoa trung niên mệnh lệnh. Làm cảnh sát Anh Hoa Quốc đã quen hòa bình, trừ phi là một ít hắc bang đặc biệt gây sự vào vòng trong, hoặc là một hai tên tội phạm rải rác. Loại hung phạm một đêm chém chết hơn 20 người này tuyệt đại đa số bọn họ đều chưa từng gặp qua. Hơn nữa cảnh sát nước Anh Hoa trên cơ bản đều là một đám nhân viên công vụ cầm tiền lương, không có tín niệm bảo vệ nhân dân cường đại gì, cho nên đều đang nghĩ để cho người khác ra mặt trước đi thực địa thăm dò loại tội phạm cùng hung cực ác này. Tuy rằng mình không thể làm kẻ trộm tiền lương, nhưng đánh văn kiện trong phòng làm việc so với ra ngoài điều tra an toàn hơn nhiều. Về phần bắt giữ, khi đó có giấy phép mang súng, mấy phát đi qua quản ngươi hung phạm gì cũng thành thật nằm xuống. Đúng vậy, đại bộ phận cảnh sát Anh Hoa Quốc không có tình huống đặc biệt cũng không thể phối súng. Ánh mắt trưởng lớp rất nhanh từ đống bánh quẩy kia chuyển dời đến đám người mới vừa tốt nghiệp mới tiến vào khóa lục soát không lâu. Thanh niên huyết khí phương cương mới càng có nhiệt huyết đi làm loại chuyện cơ hội cùng tồn tại với rủi ro này. Sự kiện lần này tuy rằng phía trên thúc giục rất gấp, nhưng từ tình huống ngay cả hiện trường vụ án hoàn toàn không được xử lý qua, hung thủ tựa hồ căn bản không để ý đến công tác kết thúc sau khi giết người, hơn nữa con đường vụ án ngay thẳng gần như thẳng tắp kia. Những tình báo này cho ra hung thủ phản trinh sát năng lực cùng phản trinh sát ý thức đều tương đối thấp, nếu như không phải cái kia mấy cái may mắn còn sống sót gia hỏa kinh hãi quá độ, chỉ sợ hung thủ tướng mạo đều đã xuất hiện ở trên bàn hội nghị đi. Cho nên, đối mặt như vậy một cái tâm lý bức họa tiếp cận bệnh thần kinh tội phạm giết người, thâm niên lão cảnh sát đương nhiên không muốn xông ở một tuyến, hoặc là nói không ai muốn xông ở một tuyến. Nhưng cân nhắc đến chỉ là trinh sát mà không phải bắt giữ, cùng với trình độ quan trọng của vụ án ma giết người, khiến cho người trong lớp còn không biết con đường thăng cấp chân chính, còn mong đợi những người mới dựa vào công tích trục trịch. Nghĩ đến những thứ này, trưởng lớp nhìn về phía một danh sách nữ cảnh sát đuôi ngựa trong đám người mới. Độc đảo Mỹ tịch, 22 tuổi, 17 tuổi vào Học viện Cảnh sát Yokohama Kinh, chưa đến 20 tuổi đã tốt nghiệp sớm với thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp ở đội hành động sở cảnh sát có 2 năm kinh nghiệm bắt giữ tội phạm bạo lực, vào khóa lục soát còn chưa tới 1 tháng. Bản thân am hiểu kiếm đạo, cầm nã cùng thể thuật cũng tương đối ưu tú, tướng mạo thuộc thượng thừa, hơn nữa rèn luyện trường kỳ, dáng người cao gầy mạnh mẽ rồi lại không lộ ra cơ bắp. Sở cảnh sát đảo độc bổ sung, anh đi theo tôi phụ trách công tác truy tìm tên sát nhân này, đương nhiên cố gắng tránh gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Bất cứ tình huống nào cũng liên hệ trực tiếp với đội hành động để xử lý. Vâng. Mục Mộ cảnh thị. Đối mặt với mệnh lệnh này, Độc Đảo cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dù sao từ hiện trường xem ra, sát nhân quỷ cũng không có sử dụng bất kỳ hỏa khí dấu vết. Xuất phát từ sự tự tin đối với mình, thân thủ xuất sắc trong đội hành động khiến cô có can đảm đối mặt với sự kiện giết người quỷ lần này. Hơn nữa với tư cách là con gái của kiếm đạo quán chủ trong nhà có đạo tràng kiếm đạo, thân phận cùng vinh quang cũng sẽ không cho phép nàng lui về phía sau. Đúng rồi, hành động lần này, phía an ninh khu cảng cũng sẽ hỗ trợ, nhưng đừng kỳ vọng quá cao vào họ. Mục Mộ cảnh sát bổ sung một câu. Mặc dù nói là an ninh khu cảng, nhưng một bộ phận nhân viên cũ đều biết những người này đều là người của Hắc Bang. Lần này sự kiện phát sinh địa tương đối mẫn cảm. Nguyên bản vài cái chuẩn bị đêm nay giao hàng kẹp mang buôn lậu thuyền chủ thuyền đều tỏ vẻ trì hoãn hành động, cái này làm cho dựa vào buôn lậu lợi nhuận một bộ phận Hắc Bang phi thường bất mãn. Nhưng người khác tỏ rõ không muốn tăng thêm rủi ro, đồng thời tỏ vẻ càng nhanh xử lý tốt lại càng nhanh giao hàng, bộ phận Hắc Bang này cùng Hắc Bang trước đó có tiểu đệ bị giết nhanh chóng liên hợp. Đương nhiên cân nhắc đến quan hệ của cảnh sát, vẫn là giả ý cung cấp danh nghĩa an ninh khu cảng. Sau khi tìm được quỷ giết người, bọn họ muốn làm gì cũng không phải cảnh sát có thể quản. Khi Mục Mộ và Đảo Độc đi tới khu container xảy ra vụ án, mấy người hoàn toàn không giống nhân viên an ninh chính quy đã đứng ở đó, đương nhiên Mục Mộ đã quen với tình huống này cũng không nói thêm gì, chỉ là để cho bọn họ tự hành động. Hiệu trưởng, đây là... Với tư cách là cựu thành viên đội hành động hoàn toàn không đối phó với phần tử xã hội đen, nàng hiển nhiên nhìn ra thân phận của những người này. Có nhiều thứ, đừng so đo quá mức. Mục đích của mọi người đều là tên sát nhân quỷ kia, hơn nữa cho dù bọn họ có vấn đề, đó cũng là chuyện của lớp đối sách xã hội. Suy nghĩ một chút, Mục Mộ lại hướng Độc Đảo nhỏ giọng bổ sung một câu. Để cho bọn họ đi dò mình có cái gì không tốt. Cùng lúc đó, Hình Vượng cũng đang tự hỏi an bài buổi tối. Hệ thống cơ, ngươi nói xem tối hôm qua có thể náo loạn quá mức hay không? Ký chủ đang lo lắng cái gì? Hệ thống bảo vệ bí mật cũng không phải là đặt bình hoa đẹp mắt nha, dù sao ký chủ là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Đúng rồi, phân thân tử vong sẽ có hậu quả gì sao? Tự hồ nghĩ tới cái gì, Hình Vượng hướng hệ thống cơ hỏi. Giống như lúc thu hồi bình thường đem phân thân thu hồi đến không gian hệ thống ký chủ, khác biệt duy nhất chính là phân thân trong nháy mắt tử vong sẽ bị cưỡng chế thu hồi vào không gian hệ thống mà thôi. Ký chủ chỉ cần triệu hồi lại lần nữa là tốt rồi, hơn nữa năng lực phân thân mang theo cũng sẽ không mất. Đương nhiên, ký chủ nguyện ý cũng có thể lựa chọn giữ lại một thi thể giả tại chỗ. Cho nên, kính xin chủ ký sinh hoàn toàn không cần lo lắng tình huống phân thân, tận tình sử dụng là tốt rồi. Nói như vậy, hỏng bét, ta đã quên ta chỉ có 2 phân thân mà thôi, như vậy hệ thống cơ, trước tiên đem phân thân Mary thu hồi đi. Như ngài mong muốn, ký chủ thân mến. Chương 6. Thức tỉnh phía trước. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Khi màn đêm lại buông xuống khu đông Yokohama, mấy tên xã hội đen lấy danh nghĩa an ninh khu cảng hỗ trợ lục soát vẫn đang lục soát manh mối của quỷ giết người khắp nơi, hơn nữa bọn họ cảm thấy đêm nay nhất định có thể tìm được. Nguyên nhân chính là một người sống sót trong bệnh viện, dưới sự trấn an của bác sĩ tâm lý và thuốc trấn an. Cuối cùng cũng nói ra tình báo quan trọng là chiều cao của quỷ giết người vượt quá 2 mét. Dù sao ở cái đảo quốc cao 1m8 này cũng coi như là siêu cao, phổ biến thân cao 1m8 này, thân cao trên 2m thật sự là quá mức thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là lý do tại sao các yakuza, những người đang tìm kiếm từng nhà, tin chắc rằng một anh chàng cao lớn như vậy không thể bị bỏ qua. Vì thế, khi Hình Vượng muốn lợi dụng phân thân của người cá A Long đi thăm dò hoàn cảnh xung quanh, lập tức khiến cho mấy nhân viên xã hội đen chú ý. Phân thân là tồn tại tuyệt đối trung thành, tình báo người cá A Long đưa cho Hình Vượng cũng không có bất kỳ giấu giếm hay sai lầm nào, Trong nhận thức của người cá A Long, tất cả những người nhìn thấy hắn đều xác thực bị xử lý. Nhưng Hình Vượng đã quên, thế giới quan của người cá A Long là thế giới quan trong Hàng Hải Vương, đối thủ té xỉu coi như là xử lý. Đại khái là thiếu niên mạng nguyên nhân đi, tai đa sở họa Hàng Hải Vương, trong thế giới chính là như vậy, chỉ cần là mất đi sức chiến đấu coi như là bị giết chết. Nguyên bản trong truyện tranh chân chính biểu thị rõ ràng số lần đánh chết cảnh tượng thật sự là ít lại càng ít. Ví dụ chính là đoàn thuyền mũ rơm đánh ngã rất nhiều kẻ địch cũng chỉ là đánh ngất xỉu, bọn họ đều vui vẻ trong những câu chuyện nhỏ trên trang bìa truyện tranh, nhưng quả thật bị coi là giết chết, kẻ địch. Không thể không nói sự khác biệt về thế giới quan luôn có thể xuất hiện đủ loại vấn đề. Mặc dù người cá A Long đã ngụy trang cho mình rất nhiều theo cách mình biết, ví dụ như kính râm tình yêu, áo khoác kiểu áo tơi, râu giả của chú hề, còn cầm một cây gậy kẹo. Cho nên cái gọi là ngụy trang này của ngươi thật sự không phải đang gia tăng trình độ khả nghi của ngươi sao? Quả nhiên thế giới quan khác biệt luôn có thể xuất hiện các loại vấn đề vì một ông nguyên tắc thà giết lầm không buông tha. Đám hắc bang bắt đầu tập kết xung quanh vị trí của người cá A Long. 6 bang phái ước chừng hơn 100 tay súng tụ tập ở hai đầu hẻm nhỏ của người cá A Long, mỗi người đều mang theo một con dao phay, còn có mấy chục người ngoại trừ dao ra thậm chí còn mang theo súng lục. Mà bên kia, hắc bang tập kết quy mô lớn như vậy hiển nhiên sẽ không giấu giếm được Mục Mộ cùng Độc Đảo phụ trách sự kiện giết người quỷ. Mục Mộ cảnh giác, đám người này có thể đã phát hiện ra hành tung của quỷ giết người. Không có khả năng, là nhất định, bằng không có khả năng có động tác lớn như vậy, vừa rồi ta liền hỏi qua bọn họ lưu lại nơi này người liên lạc, còn nói là bình thường tập kết kiểm kê nhân số, chuẩn bị mua cơm tối, hư. Tuy rằng ta cảm thấy cái kia giết người quỷ tội ác tày trời, nhưng vô luận như thế nào, bất luận cái gì phạm nhân đều phải trải qua tòa án xét xử, do tòa án đến chấp hành mới được. Ánh mắt vô cùng chính khí mà nghiêm túc, làm cho Mục Mộ lần nữa nhìn thẳng vào nữ cảnh sát Anh Khí được điều từ đội hành động tới không lâu này. Suy nghĩ một lát, mới len lén nói với Độc Đảo. Tôi đã thông báo cho lớp đối sách xã hội và đội hành động của sở cảnh sát, hơn nữa nội ứng của cảnh sát chúng tôi trong xã hội đen cũng sẽ nói cho chúng tôi biết tình báo. Lại cảnh giác nhìn bốn phía, Mục Mộ tiếp tục nói. Nếu bọn họ thật sự bắt được tên sát nhân kia, chúng ta liền trực tiếp ra mặt muốn tới. Nếu song phương lưỡng bại câu thương, vậy thì vừa vặn lấy lý do quản chế vũ khí Pháp cùng lén lút đấu võ khí tất cả đều bắt lại. Cảnh sát nhìn anh. Đúng vậy, ta là nói qua có vài thứ đừng quá mức so đo, ta cũng quả thật không để ý qua cái kia giết người quỷ hoặc là đám kia hắc bang phần tử sống chết, nhưng đã có làm hoàng tước cơ hội, vì cái gì không nắm chắc một chút đâu. Không hổ là nhân sĩ quan trường đã trải qua sóng to gió lớn, thoải mái tỏ vẻ đã sớm an bài tốt hết thảy. Bất luận là công tích bắt giết người quỷ hay là vây quét phần tử xã hội đen, cảnh sát tỏ vẻ tôi không lựa chọn, tôi tất cả đều muốn. Bên kia, Hình Vượng tuy rằng rõ ràng biểu thị lần này còn không muốn chính mình tự mình ra trận, nhưng cũng không có giống lần trước như vậy đắm chìm ở xinh đẹp hầu gái ôn nhu hương lý. Thông qua hệ thống điều khiển đem người cá A Long góc nhìn hình chiếu đến trong đầu mình, nhưng khi hắn phát hiện người cá A Long kia buồn cười đến cực điểm ngụy trang lúc, đại lượng hắc bang tay chân đã chặn ở hai đầu hẻm nhỏ. Chúng tôi là bảo vệ khu cảng. Tên cao to kia, lập tức ông đầu ngồi xổm xuống. Tiếp nhận kiểm tra. Chỉ là cái kia có thể nói toàn đảo quốc đều có thể xem như độc nhất vô nhị chiều cao cũng không thể tính thành quyết định chứng cớ, dù là trước mặt người này là sát nhân quỷ khả năng cao tới 99%. Cho nên vũ trang tốt hắc bang phần tử vẫn là không có trước tiên liền đi lên động thủ. Nhưng tâm trí chưa hoàn toàn thành thục Hình Vượng hiển nhiên còn không có từ một cái bình thường sinh viên đại học chuyển biến thành chân chính sát phạt quyết đoán xuyên Việt giả. Giọng nói hung thần ác sát này trực tiếp làm cho thanh niên đời trước sinh hoạt trong xã hội hài hòa trong nháy mắt luống cuống. Theo bản năng hô một câu. Không phải tôi không làm chuyện xấu. Sau đó những lời này bị người cá A Long điều khiển hô lên theo. Được, chư thiên vạn giới người xuyên Việt. Chúng ta đem cái này mất mặt gia hỏa ném ra ngoài đi. Hiển nhiên, lời nói của người cá A Long cổ vũ không khí kiêu ngạo của phần tử xã hội đen. Mấy tên côn đồ lập tức xông tới, một bên vỗ dao nhỏ trong tay, một bên trêu tức nhìn người cao hơn 2 mét này. Có làm chuyện xấu hay không cũng không phải do ngươi định đoạt, còn không mau thành thật ngồi xổm xuống. Cao to như vậy, cũng chỉ như vậy, sợ là ăn thức ăn gia súc lớn lên. Chúng ta còn chưa nói chuyện gì. Sao ngươi lại không biết là ngươi? Nhìn cậu ăn mặc như một tên tâm thần, tối hôm qua có phải cũng là một tên tâm thần không? Thành thật khai báo đi, nói không chừng có thể cho ngươi thống khoái. Các loại ngôn ngữ trêu tức bắt đầu phát ra từ miệng đám côn đồ từ nhỏ, mà ở nhà xa xôi, Hình Vượng biết mình ngây ngốc cũng đỏ mặt. Có những lý do cho sự xấu hổ và những lý do cho sự tức giận. Thân ái ký chủ, không cần để ý người chết lời nói nha, thỉnh từ từ sẽ thích ứng đi, hệ thống cơ vĩnh viễn đều ở ký chủ bên người, về phần nơi này, liền giao cho A Long nguyên bản tâm tính đến xử lý là được rồi. Hệ thống cơ cũng không có giống dĩ vãng như vậy lộ ra cuồng tam tiêu chí giảo hoạt nụ cười, ngược lại hoàn toàn không có để ý Hình Vượng thất thố, ôn nhu từ sau lưng ông lấy hắn. Cảm nhận được sự mềm mại phía sau, Hình Vượng cũng giống như hạ quyết tâm nhẹ nhàng đẩy tiểu yêu tinh này ra. Đồng thời, lớn tiếng ra lệnh. Đem cá nhân A Long nguyên bản tính cách thay thế đến hiện tại cổ phân thân trên. Điều khiển thân thể cũng hoàn toàn giao cho phân thân dựa theo tính cách nguyên bản của nhân vật mà tự hành động. Đồng thời, lần này ta muốn dùng góc nhìn đầu tiên lấy người đứng xem thân phận toàn bộ hành trình nhìn đến cuối cùng. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Lần thứ nhất tiếp xúc. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Máu nhuộm đỏ cả con hẻm. Chỉ biết đem đối diện địch nhân đánh ngất đánh bay đó là mũ rơm hải tặc đoàn hạn định độc quyền, mà làm ác long hải tặc đoàn trưởng A Long hiển nhiên không có một tia học tập loại hành vi này ý tứ. Đông Hải đại hải tặc xuất hiện trong nội dung vở kịch Hàng Hải Vương, giai đoạn đầu này chính là một tên ác ôn coi mạng người như cỏ rác 10 phần, hơn nữa còn là một người theo chủ nghĩa chủng tộc cực đoan trên hết ngư nhân tộc. Trong nháy mắt hoán đổi nhân cách, đao răng cưa, trảm phong, liền từ trong không gian hư vô xuất hiện ở trong tay người cá A Long. Cắt ngang, cắt dọc, cắt chéo. Tên côn đồ đối diện không có địch, có thể dơ lên lực lượng cường đại của phòng ốc làm cho bất kỳ hành vi ý đồ ngăn cản nào trở nên như châu chấu đá xe. Một đao đi xuống, liền ít nhất có một cái hắc bang tay chân cả người lẫn đao bị chia làm hai nửa. Một cái quét ngang là có thể cướp đi tính mạng mấy người. Huyết tinh khí tức kích thích phàm nhân giác quan, tuy rằng một số ít côn đồ bị kích khởi hung tính, nhưng càng nhiều côn đồ chỉ là bị dọa vỡ mật muốn cướp đường mà chạy. Con hẻm nhỏ chỉ rộng có 3 người trở thành bãi săn bắn đẫm máu của người cá A Long, mà những tên côn đồ chen chúc cùng một chỗ lại trở thành con mồi tốt nhất của hắn. Vài tay súng tinh anh bị chen chúc trong đám người cũng thử bắn về phía ngư nhân A Long, nhưng làn da sắt thép của cá mập nhân tộc hoàn toàn không để ý đến những họa súng nhỏ của thế giới khác này. Nhất là người cá A Long ở trước mặt mọi người, dùng hàm dưới mạnh mẽ của hắn có thể một ngụm cắn nát một phát đạn pháo hải quân thế giới của hải quân vương cắn nát viên đạn. Sĩ khí của đám tay chân hắc bang liền hoàn toàn sụp đổ. Quái vật a, cứu mạng, mau cứu tôi với! Quỷ giết người là quỷ giết người chân chính. Tiếng kêu khóc lóc thảm thiết của đám côn đồ tràn ngập toàn bộ khu phố. Cảnh sát vốn muốn một lưới bắt hết làm chim sẻ mà bố trí ở cách đó hai con phố cũng bắt đầu khẩn cấp chạy tới địa điểm xảy ra sự việc. Mục Mộ và Độc Đảo ở bến cảng xa xôi cũng tự nhiên nhận được tin tức song phương giao chiến. Ánh mắt cảnh giác, đám hắc bang hình như đã giao chiến với quỷ giết người rồi. Xem ra chúng ta cũng phải hành động rồi. Độc Đảo, chuẩn bị một chút. Trong giai đoạn lục soát truyền thống của cảnh sát Anh Hoa Quốc, chỉ cần không phải lẻn vào lục soát loại lục soát có tính chất đặc thù này, lúc lục soát bình thường, các cảnh sát trong khóa lục soát đều chỉ có thể trang bị bình xịt chống bạo động loại đồ chơi cấp thấp này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận cảnh sát không muốn tiếp nhận loại tội phạm nguy hiểm như giết người. Lần này cân nhắc đến tính hung tàn của tên tội phạm giết người quỷ này, cũng chỉ là cho phép Độc Đảo có thể mang theo võ sĩ đao của đạo tràng trong nhà. Dù sao giai đoạn điều tra có nên động súng hay không là một trong những tiêu chuẩn mà Anh Hoa Quốc dùng để cân nhắc trị an. Quan liêu thượng tầng cũng không muốn đeo trên lưng lý lịch trị an giảm xuống trong nhiệm kỳ này. Đội hành động của sở cảnh sát chuẩn bị phục kích xã hội đen và quỷ giết người ngoài khu phố có trang bị khiên chống bạo động và súng lục chống bạo động, nhưng họ đã điều động đại diện cho vụ án bước vào giai đoạn bắt giữ. Điều đó không liên quan gì đến việc hai sĩ quan trong lớp khám xét đã ra ngoài mà không có súng. Đương nhiên, hiện tại trên thực tế là đã tiến vào bắt giữ giai đoạn, nhưng muốn trang bị súng, hai người phải trở về sở cảnh sát mới được, xuất phát từ đối với hành động đội tín nhiệm, Mục Mộ cùng Độc Đảo tự nhiên trực tiếp chạy tới nơi xảy ra sự việc. Khi bộ đội tiên phong của đội hành động sở cảnh sát chạy tới, trên mặt đất đã phủ kín thi thể xã hội đen, người cá A Long đang đứng ở giữa thi thể. Ở từ hẻm nhỏ đuổi dết đến bên ngoài trên đường phố, trong quá trình, những kia vô dụng ngụy trang đã sớm ném không còn một mảnh, hiện tại ngư nhân A Long liền như trong truyện tranh như vậy. Trương cái miệng rộng như cá mập, hàm răng sáng như lưỡi dao, cái mũi hình răng cưa, mang theo dao răng cưa cực lớn còn đang rỉ máu. Thật sự là quái vật a. Không phải mặt nạ, là mặt thật. Sao có thể có người như vậy? Mấy tên cảnh sát sở hành động đội cảnh sát nhìn người cá cao lớn tà ác A Long phát ra cảm thán của bọn họ, mà nhìn thi thể không trọn vẹn trên mặt đất kia, không ít cảnh sát tại chỗ nôn mửa lên. Nhưng cũng có một bộ phận cảnh sát một bên không ngừng nuốt nước miếng trong cổ họng, một bên dùng hai chân run rẩy giơ khiên chống bạo lực tạo thành tường khiên chậm rãi đẩy về phía trước. Sợ ha, nhân loại nhỏ yếu, dám cả gan phản kháng. Thanh âm thô kệch từ trong miệng quái vật cao lớn phát ra, nguyên bản suy đoán 2m vẫn là bảo thủ, chiều cao 2m6 thậm chí so với chiều cao 2m cao nhất thế giới hiện nay còn cao hơn một đoạn. Ý nghĩ tên này không phải là nhân loại đang xuất hiện trong đầu mọi người. Có thể là thấy cảnh sát chỉ vây mà không tấn công, người cá A Long đặc biệt giết một phen vẫn chưa ra tay, mà là đánh giá hàng người dơ khiên màu đen này. Hình Vượng hạ đạt mệnh lệnh là đem phân thân hoàn toàn thay thế thành hình thái nguyên bản của người cá A Long, cho nên nhìn thấy những nhân loại mặc trang phục chưa từng thấy này, lòng hiếu kỳ thay thế ham muốn giết chóc tạm thời chiếm thượng phong. Mà ngay khi người cá A Long đánh giá trang phục của cảnh sát Anh Hoa Quốc, Mục Mộ và Đảo Độc cũng chạy tới hiện trường. Mục Mộ cũng không có đi trách cứ những cái kia đang nôn mửa đội viên, dù sao bọn họ chỉ là cảnh sát, không phải quân nhân, nơi nào gặp qua loại này, chỉ có ở trên chiến trường mới có thể xuất hiện thi sơn huyết hải khủng bố cảnh tượng. Không, sợ là một bộ phận quân nhân cũng chịu không nổi, đây không phải hiện đại trong đấu súng cái loại này chỉ có một hoặc là mấy lỗ đạn hoàn chỉnh thi thể, đây đều là dùng vũ khí lạnh sống sờ sờ chém ra đống thịt vụn. Thật sự vượt quá tưởng tượng. Nhìn trong thi thể xen lẫn súng lục cùng đoạn đao, Độc Đảo không khỏi chính mình nắm chặt võ sĩ đao trong tay, phản phất cái này có thể cho nàng gia tăng dũng khí đồng dạng. Nhưng cô cũng hiểu rất rõ, đây chỉ là an ủi tâm lý. Ở trước đao răng cưa của đối phương, võ sĩ đao yếu ớt cùng đao cụ lưu manh kia không quá nhiều khác nhau, mặc dù dùng tới kiếm thuật xảo kình cổ tay cũng không nhất định có thể thừa nhận được trọng kích trong nháy mắt kia. Muốn công kích sao? Đội trưởng đội hành động nhìn về phía cảnh sát phụ trách chỉ huy. Vây quanh, chờ trợ giúp. Mục Mộ cũng từ trên mặt đất hắc bang thi thể trên tay súng ống phán đoán ra đối phương tựa hồ cũng không sợ súng lục, hoặc là có khắc chế súng lục biện pháp. Cho nên hắn từ bỏ mệnh lệnh công kích hiện tại, mà ưu tiên đem tình báo giết người quỷ truyền ra, cũng kêu gọi trợ giúp. Nhưng người cá A Long trong sân hiển nhiên không có tính tình tốt như bị người vây xem, nhìn bức tường chắn cảnh sát cách đó hơn 10 mét, hắn tiếp tục mở miệng. Ở ác long trước mặt, các ngươi quả thực yếu ớt không chịu nổi, còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Ác Long. Tên sát nhân này tự xưng là Ác Long. Ý anh là sao? Một cái tên đơn giản. Chủng tộc là rồng. Hay là danh hiệu? Liên tiếp tình báo thông qua camera hiện trường được đệ trình lên với tốc độ cao nhất. Các quan viên trốn ở phía sau khi biết được bộ mặt thật của quỷ giết người thì đã ngồi vào trong phòng họp nhìn màn hình lớn hiện trường. Khả năng kẻ giết người này không phải là con người cũng lần đầu tiên được đưa lên bàn. Sinh vật không phải con người. Đột biến gen. Cải tạo người. Kể cả sự sống ngoài hành tinh. Đủ loại suy đoán do các trí năng đưa ra, duy nhất cho ra một kết luận thống nhất chính là tận lực bắt sống. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 8. Khai mạc. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh bắt sống, một đám đội viên đội hành động trong nháy mắt dưới đáy lòng vô số lần ân cần thăm hỏi trưởng quan cùng người nhà truyền đạt mệnh lệnh này. Tình huống hiện trường thế nào, các ngươi đều là người mù sao? Loại quái vật cao gần hai người này các ngươi để cho chúng ta cứ như vậy thượng. Nếu thật sự dựa vào nhân số là được, vậy hắc đạo tay chân đầy đất này là cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả cảnh sát ngược lại dừng lại tại chỗ. Ngư nhân A Long tựa hồ phi thường hài lòng chính mình tạo thành chấn nhiếp hiệu quả, tùy ý đem bên chân một cổ, hoặc là nói nửa cổ thi thể đá tới bên đường. Thi thể đụng vào thùng rác ven đường, trong thùng rác lật tung bay ra một đám ruồi bọ bởi vì vương quốc thùng rác tuyệt vời của chúng nó bị phá hư mà quấy nhiễu đến, cảnh tượng ong bay loạn kia tự như hắc đạo còn sống sót hiện tại đang chạy tán loạn, hoảng sợ hỗn loạn chạy trốn. Cái gọi là hắc đạo nghĩa khí, nhằm hiệp tín niệm, vào giờ khắc này đều bị ngư nhân A Long răng cưa đao hết thảy chém thành mảnh nhỏ. Chính là như vậy quái vật, Hà Đạt lại không phải tại chỗ bắn chết mệnh lệnh, mà là để cho đội hành động dùng thân thể máu thịt tiến lên bắt sống. Thanh đao răng cưa kia so với cương xoa chống bạo động trong tay mình còn dài hơn. Bên kia, nhìn đám côn đồ vòng qua đội ngũ cảnh sát điên cuồng chạy trốn. A Long lại phát ra tiếng cười mang tính biểu tượng của mình. Sợ ha ha ha. Hải quân cùng hải tặc lại là một nhóm sao? Xem ra bất kể là ở nơi nào, đều có loại này vì lợi ích mà cùng một ruột các tên đây. Rất bình thường, những người khác của Thái Dương hải tặc đoàn cũng vậy. À. Không. Không. Rõ ràng cá mới là chủng tộc vĩ đại nhất cao thượng nhất trên thế giới này, tại sao lại phục tùng hải quân? Tại sao phải gia nhập cái gì Vương Hà Thất Vũ Hải? Cho nên, chỉ có ta Ác Long mới có thể trở thành nhân ngư tộc cứu tinh. Chỉ có ta Ác Long mới có thể chân chính thành lập nhân ngư đế quốc. Giống như người điên phát biểu vang vọng toàn bộ quảng trường, lời nói cuồng vọng kia cho thấy mình phóng đã ngang ngạnh cỡ nào. Các thành viên trong đội hành động của sở cảnh sát nhìn chằm chằm vào người đàn ông to lớn điên rồ này với khẩu súng lục ổ quay Smithsonian M37 vừa được nhập khẩu từ Beacon Country. So sánh với súng lục xoay bánh xe M60 ở miền Nam mới mà cảnh sát bình thường của Anh Hoa Quốc trong tình huống đặc biệt mới có thể xin được, loại súng lục xoay bánh xe có thể lắp 5 viên đạn đường kính 9mm uy lực lớn này mặc dù hơi kém về độ chính xác, nhưng tác dụng dừng lại đối với cơ thể con người khi bắn rõ ràng cao hơn loại sau, từ đó càng phù hợp với nhu cầu vũ khí tùy thân của cảnh sát. Viên cảnh sát giơ súng lục lên hiển nhiên là một hành vi khiêu khích cực kỳ rõ ràng trong mắt người cá A Long. Ngoại hình nhẹ nhàng khéo léo của súng lục cảnh sát cũng làm cho người cá A Long có một loại cảm giác vũ nhục bị khinh thường. Cho nên nguyên bản bởi vì đánh giá những hải quân chưa từng thấy này mà khiêng ở trên vai đao răng cưa lại một lần nữa biến thành trạng thái cầm tay chuẩn bị phát lực chém người. Đối mặt với trạng thái hết sức căng thẳng này, ánh mắt cảnh sát hiển nhiên không có ý định ra mặt kêu gọi đầu hàng, trực tiếp lui về phía sau tuyến cảnh giới đầu phố. Đương nhiên hắn cũng không quên mang theo độc đảo nhìn đến sững sờ, người sau đã bị hình thái bạo lực của người cá A Long hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý. Sở cảnh sát đảo độc bổ sung, thì ra anh thích loại hình này sao? Sau khi cảm thấy rời xa nguy hiểm, bộ cảnh sát Mục Mộ vì giảm bớt áp lực mà người cá A Long mang đến, mà cố ý trêu ghẹo đảo độc. Không, chỉ là cảm giác võ giả ý thức của ta đang giật dây, ta cũng đang cảnh cáo ta. Cái trước làm cho ta khát vọng một hồi điên cuồng mà nguy hiểm chiến đấu, nhưng cái sau lại đang nhắc nhở ta đây là ta hoàn toàn không thể với tới đối thủ. Vậy thành thật ở phía sau nhìn đi, sinh mệnh mới là đệ nhất a. Trung niên mập mạp tiết trưởng hiển nhiên không có nghiêm túc tu tập qua kiếm đạo, cũng không có cái gọi là võ giả ý thức, đối mặt đảo độc mà nói, hắn chỉ là đưa ra một cái thường nhân kiến giải. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, độc đảo lúc trước không phải là đội hành động sao? Không lo lắng cho bọn họ. Trước đây tôi là đội hành động 3, đội 2 ở đây, và luôn có tin đồn rằng có ai đó trong đội 2 thông đồng với Yakuza, chỉ là không có bằng chứng. Khó trách mỗi lần chỉ cần là đội 2 phụ trách nhiệm vụ, đội khác cũng sẽ không xuất động, xem ra là có chút vấn đề. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng làm một bài học dài Mục Mộ vẫn là đoán được chút gì đó, dù sao, lợi ích vĩnh viễn đều sẽ có người lâm vào bí quá hóa liều, vấn đề duy nhất chính là lợi ích có phải hay không đầy đủ mà thôi. Ngay khi độc đảo cùng Mục Mộ lui về phía sau không lâu, sự kiên nhẫn của người cá A Long tự hồ cũng hoàn toàn dùng hết, đao răng cưa cực lớn hung hăng đập xuống mặt đất. Tiếng vang thật lớn kinh sợ các cảnh sát trong đội hành động. Giống như là kèn lệnh khai chiến. Bang! 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 Cò súng của súng lục chạm vào kim bắn đã chờ đợi từ lâu, mùi thuốc súng gây mũi trong không khí đẫm máu bắt đầu thể hiện sự hiện diện của mình. Đội hành động thần kinh đã sớm căng thẳng học tập đồng liêu hải đăng quốc đối diện biển một hơi dọn sạch 5 viên đạn trong súng. Đối mặt với sự công kích của những hỏa thương này, Người cá A Long thể hiện năng lực nhảy mạnh mẽ của mình, đạn bắn thẳng mà đến vẫn chưa trúng mục tiêu, mà quỷ giết người giữa không trung đã chuẩn bị sẵn sàng xông vào đám người. Ôi trời ơi, đát! Một trong những chiêu thức của người cá A Long, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía trước, cũng đánh bay địch nhân ngăn cản phía trước. Mấy vị cảnh sát cầm khiên chống bạo lực ở hàng đầu trực tiếp bị đụng vào bầu trời cao 10 mét, khiên uốn lượn biến hình không tiếng động cười nhạo người chặn đường không biết tự lượng sức mình. Hàng sau cầm súng cảnh sát cũng không có may mắn thoát khỏi, răng cưa đao một cái quét ngang ngàn quân liền để cho bọn họ vĩnh viễn rời đi thế giới này. Trong nháy mắt, phòng tuyến của cảnh sát đã bị đánh bại. Giống như khoe khoang bình thường, ngư nhân A Long cũng không có tiếp tục dùng răng cưa đao đuổi giết đang lui về phía sau mặt khác cảnh sát, mà là dùng chính mình cái kia kiêu ngạo nhất khí lực, đem từng chiếc ven đường xe đập vào đường hai bên trong phòng. Giống như đang làm ký hiệu lãnh địa. May mắn chung quanh không có ai, nếu không sẽ phiền toái. Mục Mộ Cảnh thì lần này rốt cục cảm thấy đám hắc bang này cuối cùng cũng làm một lần chuyện tốt, chính là hắc bang khi vây quanh người cá A Long xuất phát từ các loại suy nghĩ, mà đuổi toàn bộ người trên con phố này đi. Nhưng con phố này không ai không có nghĩa là con phố bên cạnh cũng không có người, nếu người cá A Long vọt tới nơi đông người bên ngoài, đó mới là tai nạn của Yokohama. Người ở tiền tuyến đang làm gì? Còn không ngăn cản quái vật kia. Đám phế vật này, lĩnh công gia bổng lộc, nhiều người như vậy còn ngăn không được một người. Một phát súng cũng không bắn trúng. Cái mà đám người này gọi là huấn luyện chính là lừa gạt kinh phí. Đây tuyệt đối là binh lính cải tạo thí nghiệm của Hải Đăng Quốc. Bọn họ. Cuối cùng cái này còn chưa nói xong đã bị túi khôn bên cạnh che miệng lại. Tóm lại, phải ngăn chặn tên sát nhân quỷ này trước mới được, liên hệ với đội tự vệ, nhưng trước tiên không nên thông báo cho Hải Đăng Quốc. Tổng Giám đốc Cảnh sát cầm đầu hạ đạt mệnh lệnh mới. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9. Ngư nhân. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Từ xưa đến nay, cơ cấu quan liêu và xã hội đen của nước Anh Hoa đều có quy củ song phương ngầm thừa nhận. Lợi ích đại biểu hết thảy, đến từ hắc đạo khổng lồ chính trị hiến tiền để những này vốn nên trở thành lịch sử phong kiến đại danh gia tộc nhanh chóng biến thành thời đại mới nghị viên cùng trưởng quan, mà đạt được lợi ích chính là hắc bang cùng màu xám sản nghiệp hợp pháp hóa. Đồng dạng, vì lợi ích, song phương cũng có thông đạo tình báo rất nhanh. Khi mệnh lệnh của Tổng Giám đốc Cảnh sát còn chưa truyền đạt, tin tức chân thân của quỷ giết người do đám côn đồ chạy trốn mang ra cũng tự nhiên truyền tới trong tay các nghị viên mà bọn họ ủng hộ. Thể lực cường tráng, cơ bắp khoa trương, chiều cao của người khổng lồ, thân thể vượt qua người thường đều khiến cho những nghị viên này thấy được giai đoạn mới của sinh mệnh. Vốn tưởng rằng là vũ khí sinh học phán đoán tại người cá A Long rít gào bên trong bị lật đổ, tuy rằng không thể loại trừ là bị tẩy não hậu quả, nhưng ONGARTS giống như là cho ra quyết định một kích đồng dạng đổi mới tất cả mọi người thưởng thức. Đây tuyệt đối không phải khoa học kỹ thuật của thế giới hiện nay có thể đạt tới. Như vậy loại trừ không có khả năng, trên thế giới thật sự có ngư nhân tộc. Vậy có phải còn có chủng tộc phi nhân loại khác hay không? Vậy thần linh, yêu ma, ác quỷ, tinh quái những này có phải hay không cũng thật tồn tại? Thậm chí còn có nghị viên não mở rộng đã liên tưởng đến phản lão hoàng đồng, trường sinh bất tử. Thế giới mới bí ẩn đã được mở ra, và những phát hiện mới đã khiến các quan chức ở Kyoto, Yokohama phải lái xe đến đồn cảnh sát. Đội tự vệ bí mật xuất động, giấy phép vũ khí cũng nhanh chóng truyền đạt, nhưng tên sát nhân quỷ này, không. Tên dị tộc tự xưng là người cá này nhất định phải lưu lại. Khi toàn bộ cảnh sát Yokohama và lực lượng tự vệ đóng quân ở vùng ngoại ô bắt đầu điều động, người cá A Long đang hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình trong một cửa hàng tiện lợi bị ô tô đập vỡ. Các loại cơm hộp bày trên kệ hàng. Xem ra cái gọi là người cá này, ở phương diện ăn uống không kém chúng ta nhiều lắm. Bất quá hắn ăn cũng thật nhiều à, đây là hộp cơm hộp thứ 17 đi. Mục Mộ và Độc Đảo lần thứ 2 thối lui đến khu an toàn xa hơn đang dùng kính viễn vọng nhìn bóng dáng đang ăn ngấu nghiến kia, cũng phát ra cảm thán. Danh hiệu của kẻ giết người đổi thành người cá đã nhận được chỉ thị, nhiệm vụ tiền tuyến đã từ bắt giữ đổi thành giám thị, cảnh sát bình thường còn sống sót đang vận chuyển một số thành viên đội hành động bị thương nặng đến xe y tế. Đương nhiên không phải bởi vì chủ nghĩa anh hùng của bọn họ bùng nổ, mà là từ sau khi người cá A Long ngồi vào cửa hàng tiện lợi bắt đầu ngồi xuống ăn cái gì liền không quay đầu lại chú ý qua đường, ngay cả một y tá cõng một người bị thương đi trước cửa tiệm tiện lợi cũng không để ý. Đúng là địa ngục, thảm khốc hơn trận động đất 20 năm trước. Một cảnh sát già nói trong khi khiêng cáng. Còn không tính ban đầu đám hắc đạo tay chân kia thương vong, chỉ là sở cảnh sát hành động đội cảnh sát nhân viên tại chỗ tử vong nhân số liền đạt tới 46 người, đổi mới Anh Hoa Quốc lần này thiên hoàng đăng cơ tới nay lớn nhất người vì án tử vong nhân số. Nếu không là Tổng Giám đốc Cảnh sát hạ đạt lệnh tịnh không khu vực khiến cho tin tức hung án có thể khiếp sợ Anh Hoa Quốc này chưa truyền ra ngoài, sợ là cách đó hai con phố, dân chúng còn đang sinh hoạt bình thường đã sớm khủng hoảng mà chạy trốn. Khi người cá A Long ăn xong phần cơm hộp thứ 30, một lượng lớn bộ đội trợ giúp cuối cùng cũng đến. Các thành viên của lực lượng phòng vệ được trang bị hai loại vũ khí bán quân sự là súng trường tấn công Toyoa và súng trường tự động Toyoa do Sakuraku sản xuất đã mang lại cho nhân viên tại hiện trường sự tự tin rất lớn. Súng trường Ayer được trang bị bởi binh lính bi công xếp, nhưng tốt hơn nhiều so với súng cảnh sát ngăn chặn việc làm tổn thương mục tiêu quá mức và gây nguy hiểm cho người vô tội. Chớ nói chi là đầu phố còn dựng lên một chiếc súng máy thông dụng kiểu Sumitomo. Tại hiện trường vũ lực thăng cấp đồng thời, cảnh thị thính phòng họp quy cách cũng theo đó thăng cấp, nguyên bản hội nghị chủ đạo cảnh thị tổng giám đã nhường chỗ cho một vị quan trọng nghị viên quốc hội, mà nghị viên bên cạnh, còn đứng thủ tướng phái tới đại biểu. Dựa theo an bài lúc trước, trước tiên dùng lưới đánh cá, súng điện công suất lớn, phối hợp với đạn gây mê. Nếu mục tiêu muốn chạy trốn cho phép sử dụng đạn thật, nhưng thi thể nhất định phải thu hồi. Trong mắt những người quyền thế Anh Hoa Quốc này, mạng người hy sinh trước đó chỉ là một con số đơn thuần, đột phá trọng đại không biết mới là vấn đề bọn họ quan tâm. Trước mắt người cá biểu hiện thực lực tuy rằng đáng sợ, nhưng vẫn là trong phạm vi tiếp nhận nhất định, dù sao, người cá A Long vẫn chỉ là thể hiện ra thực lực thân thể mạnh mẽ của hắn, cũng không có biểu hiện ra công năng đặc dị gì. Keng. Remington của tay súng bắn tỉa khai hỏa lần thứ 3 chiến đấu bắt đầu kèn lệnh. Đạn gây mê liều lớn đặc chế không có gì phải lo lắng bắn trúng ngư nhân A Long, binh lính ẩn núp ở ngoài tiệm cũng bắn ra lựu đạn súng võng có chứa dòng điện tê liệt. Tất cả đều đúng như kế hoạch, khi lưới bao phủ người cá A Long, mọi người ở xa trong phòng họp cơ hồ đều cho rằng bọn họ thành công bắt được sinh vật kỳ dị này. Ô tô răng là người cá mập, hàm răng sắc bén của người cá A Long chính là một trong những vũ khí của hắn, mà xe răng nanh chính là dùng hàm răng phối hợp với thân thể quay lại tốc độ cao phát ra công kích cắn nuốt. Lưới lớn đặc chế bị xé rách dễ dàng, thuốc mê cũng hoàn toàn không có hiệu quả, đội viên đội tự vệ tới gần tuy rằng phản ứng kịp, nhưng đạn gây mê trong súng vẫn giống như súng bắn tỉa. Có lẽ liều lượng đóng thực sự có tác dụng nhất định, nhưng họ đã hoàn toàn không có cơ hội chờ đợi đến lúc đó. Người cá A Long đụng ra cửa hàng tiện lợi vẫn chưa dừng lại, dao răng cưa hung ác đập xuống mặt đất đường phố. Một lượng lớn nước máy phun ra với các đường ống ngầm bị phá hủy. Trong nháy mắt, toàn bộ đường phố đã bị một trận mưa nhỏ do nước máy tạo thành bao phủ trong đó. Căn tính người cá. Ngư nhân tộc ở trong nước trên diện rộng cường hóa năng lực của mình, A Long vốn đã cường hãn hiện tại khí thế càng thắng, đừng nói đạn gây mê. Hiện tại chính là đạn toàn uy lực 7,62mm của súng máy kiểu Sumitomo đặt ở giao lộ cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Đao răng cưa thật lớn lại trở thành vũ khí sắc bén thu hoạch sinh mệnh, đội viên đội tự vệ bởi vì bí mật đến đây mà chỉ trang bị vũ khí hạng nhẹ nhất thời bị thương nặng. Camera trung thực đem ảnh hưởng truyền đạt đến phòng họp của phòng cảnh sát, tâm tình của các nghị viên giống như tàu lượn siêu tốc từ trên trời rơi thẳng xuống địa ngục. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Đường phố phá hoại, nhân viên thương vong, kiến trúc tổn hại, những thứ này đều phải bỏ tiền từ quốc khố, còn chưa tính là đả kích kinh tế sau đó. Nguy hiểm hơn chính là nhân viên ở đây đã không cách nào ngăn cản người cá kia, mà một khi vận dụng vũ khí hạng nặng, muốn nuốt riêng kế hoạch bí mật của người cá sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng, hải đăng quốc đóng quân sẽ không buông tha thứ tốt như vậy. Ngay khi các quan lớn trong phòng họp sức đầu mẻ trán, cho rằng đã đủ Hình Vượng lựa chọn kết thúc sự kiện lần này. Hệ thống, thu hồi ngư nhân A Long. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Nhạc dạo kết thúc. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Hình Vượng không phải Trương Phi của Tam Quốc, không có cái loại thiên tính hào phóng to gan này. Mà dũng khí hành động, đặc trưng tâm lý chỉ có tính ổn định tạm thời này luôn tới nhanh cũng đi nhanh. Hình Vượng tự cho là đã quen xem cảnh máu thịt chém giết trong phim chiến tranh, lúc này đang ghé vào bồn rửa tay trong phòng vệ sinh nôn mửa đặc biệt. Cho dù là chỉ thông qua phân thân ánh mắt đi quan sát, cho dù là ngăn cách kia gây mũi mùi máu tanh. Tác động của hình ảnh trong hiện thực chân chính cũng không phải là đạo cụ giả dối trong phim ảnh hoặc là cảnh tượng tô điểm khi chế tác hậu kỳ. Đối diện loại này chân tay gãy bay tứ tung, nội tạng khắp nơi khủng bố tràn cảnh để vị này lần đầu tiên chân chính thấy máu xuyên việt giả thật sự cảm nhận được cái loại kia tinh thần không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung cảm giác khó chịu. Thảo nào các cựu chiến binh lịch chiến lại bị chấn thương chiến tranh, thảo nào phòng cháy chữa cháy anh dũng cũng cần khai thông tâm lý. Chỉ nôn một trận như vậy đã xem như không tệ rồi. Hệ thống cơ vẫn chưa xuất hiện, nàng biết đây là thuộc về Hình Vượng nội tâm mình chiến đấu. Thắng thì đột phá chính mình, bại thì uể oải không tiến lên. Vương giả cùng kẻ nhu nhược chính là ở trong lần này đến lần khác tự mình chiến đấu bị phân biệt ra được. Khi Hình Vượng tiến hành chiến đấu của mình, bên kia cũng đang tiến hành tranh đấu của bọn họ. Bởi vì Hình Vượng cũng không có ở trước mặt mọi người thu hồi phân thân, mà là để cho hắn trốn vào cống thoát nước bị đập vỡ sau đó mới biến mất. Cảnh sát Sakuraku vô tình chỉ nghĩ rằng người cá Aron thực sự đã trốn thoát bằng cách sử dụng hệ thống cống rãnh phức tạp của Yokohama Kyoto. Hiện nay toàn bộ cảnh sát ở Yokohama đều được điều động, công ty phụ trách vệ sinh cống thoát nước hàng ngày càng được yêu cầu kiểm tra toàn bộ đường ống thoát nước với cường độ cao. Trên Internet, mặc dù không có tin tức liên quan đến người cá được tiết lộ ra ngoài, nhưng số lượng xe cảnh sát và xe cứu thương xếp thành hàng dài gần hiện trường cũng đã là tư liệu thực tế đáng giá đưa tin trên trang nhất. Truyền thông điên cuồng đang tìm kiếm tư liệu trực tiếp, cho dù là từ xa quay chụp chiến đấu khói bụi video cũng trở thành đối tượng bọn họ truy đuổi. Từ khi chiến tranh đóng quân ở Hải Đăng Quốc kết thúc đến nay, Anh Hoa Quốc trăm năm còn chưa từng xuất hiện loại thương vong cực lớn này. Đây đã không phải đơn thuần án hình sự tầng độ, nói là một hồi chiến đấu xung đột cũng không quá đáng. Cư dân khu đông Yokohama cũng liên tục 2 ngày không có được một giấc ngủ ngon, xe cảnh sát bên ngoài cửa sổ chưa đầy 5 phút đã gào thét mà qua khiến không ít cư dân ngủ nông tiếng oán than dậy đất. Trực tiếp thu lợi nhất đại khái chính là chủ quán ăn khuya khu đông Yokohama, các cảnh sát tuần tra bụng đói kêu vang đã giúp bọn họ kiếm được một khoản tiền tốt trong đêm nay. Trong phòng họp phòng cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, Mục Mộ mới từ hiện trường trở về còn chưa kịp hút điếu thuốc đã bị đưa tới trước mặt các vị đại lão yêu cầu đưa ra báo cáo hiện trường. Sức mạnh, tốc độ, lực phản ứng đều vượt xa người thường, chỉ sử dụng vũ khí lạnh và tác chiến tay không, không có bất kỳ ghi chép nào về việc sử dụng súng ống hoặc vũ khí nóng khác. Thân hình to lớn nhưng không ảnh hưởng đến sự phối hợp của cơ thể, tất cả động tác đều không xuất hiện chậm chạp. Sự bùng nổ mạnh mẽ đến mức bạn có thể lấy những chiếc ô tô nhỏ bằng tay không và đập chúng vào tòa nhà. Có tính kháng thuốc hoặc sức đề kháng tương tự, thuốc mê của cảnh sát không có hiệu quả như mong muốn. Ngôn ngữ sử dụng ngôn ngữ Sakuraku, thực tính cũng tương tự như người bình thường, nhưng sức ăn cực lớn. Nước dường như có tác dụng tăng cường đối với nó, và hiệu quả chiến đấu của mục tiêu tăng lên rõ rệt khi nước mưa được tạo ra từ nước máy nổ tung. Tất nhiên, điều này vẫn đang được nghiên cứu. Theo báo cáo của Mục Mộ cảnh thị, màn ảnh rộng trên tường cũng không ngừng phát ra ghi chép liên quan đến trận chiến đấu này. Như vậy, cảnh sát tiên sinh, cảnh sát còn có năng lực bắt người đánh cá hay không? Xem nhẹ tổng giám thị cảnh sát sắc mặt xanh mét bên cạnh, vị chính khách già nua đầu đầy tóc bạc, ngồi ngay ngắn vị trí đầu trực tiếp mở miệng hỏi. Ito Yoshinobu Chủ tịch Quốc hội các hạ, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Ngữ khí cảnh sát Mục Mộ vô cùng kiên định, nhưng trong phòng họp đều là lão bánh quẩy lăn lộn trong quan trường không biết bao lâu, loại giọng quan biểu lộ quyết tâm ứng phó này bọn họ không biết đã nghe qua bao nhiêu. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không công khai đi lên chọc thủng tầng rèm giấy dối trá kia. Dưới điều kiện đối phương còn không phải là kẻ thù chính trị của mình. Đội tự vệ thì sao? Không để ý đến ánh mắt cảnh sát đứng thẳng tắp, lực chú ý của Y Đằng Nghĩa phụ chuyển tới phía sĩ quan trú tại Yokohama và trưởng quan phòng vệ nước Anh Hoa. Căn cứ nghiên cứu phán đoán, chiến xa hạng nhẹ chỉ sợ đều không thể phòng ngự được công kích của đối phương, nhưng là ở trong chiến đấu lúc trước, súng bắn tỉa cùng súng máy hạng nhẹ hiệu quả xạ kích được chứng minh vẫn là hữu hiệu. Lực hành động của đối phương tuy rằng khoa trương, nhưng vẫn nằm trong phạm vi con người. chỉ là bắn chết, đề nghị điều động trực thăng tiến hành công kích cự ly xa ở khu vực trống trải. Muốn bắt sống, phải điều động đội chiến xa hạng nặng tiến hành vây bắt, còn phải trang bị súng săn cá voi và lưới đặc chế dùng ở biển sâu. Về phía sở phòng vệ, hiện tại sự tình mơ hồ có dấu hiệu bại lộ, trưởng quan quân sự của Hải Đăng Quốc đã gửi yêu cầu gặp mặt. Trước mắt, Bộ trưởng Quốc phòng các hạ đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Bí mật một khi bị nhiều người biết, vậy đại biểu cái này không còn là bí mật, chỉ là tình báo thời gian chênh lệch vấn đề. Đồng Yokohama khu cái kia cực lớn xôn xao không có khả năng giấu giếm được Hải Đăng Quốc đóng quân con mắt. Chớ nói chi đám côn đồ trốn thoát kia có thể làm ra một đống lớn lời đồn đãi trên phố. Thế còn ngài thủ tướng? Ito quay sang một quan chức khác mặc vét. Đề nghị của ngài thủ tướng là thừa nhận với bên ngoài rằng chúng ta đã bị khủng bố quốc tế tấn công, nhưng thông tin tình báo của người cá phải được che giấu. Một số hy sinh có thể được thực hiện nếu cần thiết. Sự hy sinh ở đây đương nhiên không phải chỉ bản thân thủ tướng hay một vị quan lớn nào đó ở đây, mà là những băng đảng xã hội đen đã bị cuốn vào từ đầu sự kiện. Trọng xa đổi cột, giá họa cho người những thứ này ở trong mắt bọn họ đều chỉ là tài mọn, nếu những tên côn đồ kia thật sự miệng không nghiêm, vậy để cho bọn họ vĩnh viễn nằm lại tốt rồi. Gật đầu với đại biểu thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã cho thấy trong sự kiện này, mình và các thế lực Quốc hội đại diện sẽ hoàn toàn đồng ý hành động theo đề nghị của thủ tướng. Đúng vậy, đây chính là hy sinh vì quốc gia. Chính là, những phần tử buôn lậu này nói không chừng đã sớm bị tổ chức khủng bố mua chuộc. Đồng ý, trong thời kỳ đặc thù này, chính chúng ta cũng nên đưa ra lựa chọn. Vài nghị viên đồng dạng mặc âu phục quý giá hồ theo vị lão giả đại biểu cho lợi ích của các nghị viên quốc hội này, phản phất trước đó ân cần dâng lên một số tiền lớn nịnh bợ những bang phái hắc đạo của mình, cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.